Xin chào các bác nha. Đây là Antech. Đi ra theo mẫu Antech A7. Đây là dòng mini dành cho bát 46. Đấy, em mới sơn xong. Vân cực đẹp luôn. Góc cạnh nét căng. Đấy. Nhìn ra một thớ vân nha các bác. Khớp hết. Vân đẹp chưa? Mê hồn luôn. Tùng sử dụng gỗ plywood dày 25 ly. Tùng rất là nặng. Đấy, vân nhìn rất là già nhá. Cái gỗ này chắc là lâu năm lắm đấy. Vân gỗ già. Nhìn rất là cứng cáp. Đây cái sau của nó đây. Thùng được thiết kế cho giải bát sâu hơn và lực hơn so với thùng zin ấy. Thùng zin thì nó nghiêng về giải mít nhiều hơn. Bác nào mà có nhu cầu chơi dòng thùng này thì cứ liên hệ em nhé. Đấy. Nét căng toàn tập luôn. Chân nó cao. Gỗ đấy. Bốn chân gỗ. Ok các bác nha.